Thanh toán điện tử trong giao thông là xu thế bắt buộc, góp phần công khai, minh bạch, giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí. Tại Nghị định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ vừa được Chính phủ ban hành vào ngày 30 tháng 9 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2024, chủ phương tiện tham gia giao thông sẽ có một tài khoản giao thông để thanh toán điện tử hầu hết các loại phí giá, không chỉ với giao thông đường bộ mà còn cho các dịch vụ tại các cảng hàng không, cảng biển, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe, kiểm định. Theo lộ trình thì từ ngày 1 tháng 10 năm 2024 đến ngày 1 tháng 10 năm 2025, chủ phương tiện phải thực hiện chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán. Đến ngày 1 tháng 7 năm 2026, thực hiện duy trì hình thức thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.